Cả tháng nay gia đình tôi đã đi tìm con khắp nơi, với lại tôi cũng không ăn ngủ được. Tôi mới sinh em bé xong nhưng mà tôi cũng không ăn ngủ được. Tôi rất là lo lắng, sợ con mình bị bắt cóc hay là bị ai đó hãm hại. Suốt một tháng qua, ngày nắng cũng như ngày mưa lạnh rét, chị Khổng Thị Mỹ Hà ở phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vẫn rong ruổi khắp các con phố, ngõ hẻm để tìm kiếm con gái La Khổng Quỳnh Dư, 11 tuổi, mất tích. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cháu La Khổng Quỳnh Dư là khi cháu đang tu học ở chùa Sư Nữ Bảo Quang ở đường Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Thời điểm cháu mất tích được xác định vào tối 9 tháng 12 năm 2020. Khi cháu Quỳnh Dư mất tích thì thời gian tu học ở chùa được 6 tháng. Tôi cũng tới chùa và tìm hiểu nhưng mà chỉ thấy con tôi có một tấm hình ở chùa là tấm hình tu đó thôi, một tấm duy nhất. Còn con tôi cũng để lại một cuốn nhật ký, trong đó viết 3 ngày liên tiếp, vào ngày 7, ngày 8, ngày 9. Ngày 7 tôi lên thăm con tôi thì tối hôm đó con tôi có viết lại nhật ký, rồi xong rồi tới ngày 8 rồi con tôi cũng có viết nhật ký, ngày 9 con tôi cũng viết nhật ký, xong rồi tới ngày 10 thì nhà chùa lên báo với tôi là con tôi mất tích. Trong bé có nói là buồn vì không có bạn, với lại cảm thấy buồn tủi thân rồi vậy thôi. Theo mô tả của gia đình, cháu Quỳnh Dư cao khoảng 1,58m, nặng 60kg, nước da ngâm. Vào thời điểm mất tích, Như cạo đầu, giống chú tiểu, có chùm tóc dài phía trước. Từ khi nhận được tin con gái mất tích, chị Hà đã không đêm nào chợp mắt. Ba ngày, chị cùng với gia đình chia nhau đi khắp các tỉnh thành lân cận để tìm kiếm tin tức của con gái. Cũng trong ngày 8 tháng 1, sau khi nhận được tin tức trên mạng xã hội, có người báo đã thấy bé gái giống bé Quỳnh Dư xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Cha của bé Quỳnh Dư cũng đã tức tốc lên đường tìm kiếm con gái. Gia đình ở quê, các ông ngoại với lại các cậu với lại mợ đồ ra đây rất là đông để đi tìm cháu. Mọi người bỏ công ăn việc làm hết để đi tìm cháu. Với lại tôi cũng có bỏ con nhỏ ở nhà để gửi cho bà nội để mà đi tìm cháu khắp nơi nhưng mà không tìm ra được. Đi hết Đà Nẵng, hết Quảng Nam, đi các chùa, đi các nơi nhưng mà vẫn không thấy thông tin nào của con hết. Được biết, sau khi nhận được tin, Công an phường Hòa Thuận Đông đã ngay lập tức vào cuộc tìm kiếm. Trung tá Cao Lê Duy Hùng, trưởng Công an phường Hòa Thuận Đông cho biết, các tổ làm nhiệm vụ đã chia nhiều mũi xác minh nhiều nơi, tuy nhiên sau đó vẫn chưa có kết quả. Hiện tại, đơn vị đã bàn giao hồ sơ lên Công an quận Hải Châu để tiếp tục điều tra, tìm kiếm cháu Quỳnh Dư. Nói chung là tôi rất là lo lắng mà rất là sợ con tôi bị một cái chuyện gì đó không an toàn. Con tôi tuy là nó nhỏ tuổi nhưng mà cơ thể của nó rất lớn nên là tôi rất sợ. Dạ, cả tháng nay không đêm nào tôi ngủ được hết á. Không có đêm nào tôi ngủ được, tôi thức nguyên đêm rồi cầu nguyện. Cứ xin Đức Phật để che chở cho con, với lại cứ cầu nguyện, với lại đăng bài, đăng hàng trăm bài đăng để trong các hội để mong chờ để có khả năng tìm được con mình. Nhưng mà không có một thông tin nào hết nên tôi cũng rất là buồn và lo. Tôi cũng mong muốn là nếu như ai đó thấy con tôi thì cố gắng chỉ giúp tôi, vì lâu nay, cả tháng nay gia đình tôi đã đi tìm con khắp nơi, với lại tôi cũng không ăn ngủ được. Tôi mới sinh em bé xong nhưng mà tôi cũng không ăn ngủ được. Tôi rất là lo lắng, sợ con mình bị bắt cóc hay là bị ai đó hãm hại. Mong cộng đồng mạng với lại mọi người giúp đỡ, chia sẻ bài với lại tìm cách giúp tôi tìm con. Ai nhìn thấy cháu Quỳnh Dư ở đâu, xin liên lạc với chính quyền, cơ quan công an gần nhất hoặc gọi vào số điện thoại mẹ cháu 0704 517 482.